hôm nay mình sẽ nói qua một chút về cái phần shadowing này. Trước tiên là shadowing nó là cái gì thì chắc là mọi người đã biết rất là nhiều trong cái quá trình mà mình học ngoại ngữ thì ai cũng biết là shadowing nó là cái gì rồi, định nghĩa nó ra sao, nội dung làm như thế nào thì chắc là ai cũng sẽ biết. Tuy nhiên ngày buổi hôm nay thì chị muốn chia sẻ về cái cách mà chị đã và đang làm. Ngoài cái cách này ra thì có thể các bạn trong cái quá trình tìm hiểu thì cũng có thể tìm ra cái cách của riêng mình ấy. Nhưng mà chị muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái cách này nó là cái cách mà chị đã áp dụng và chị thấy nó hiệu quả. Tuy nhiên nó không phải áp dụng cho tất cả mọi người. Cái việc mà mình tìm ra được cái phương pháp gọi là tối ưu nhất cho bản thân thì chỉ có một mình bạn mới có thể tìm ra được. Và cái việc của chúng mình là hãy nghe từ những người khác và hãy thử áp dụng nó xem là nó có phù hợp hay không. Nên là chị cũng không cổ suý cho cái việc là bắt buộc mình phải theo ai đó nhá, bởi vì bản chất cái việc mà đi tìm hiểu như thế này, chị cũng là người đi tìm hiểu khắp các nơi và tự áp dụng nó cho mình thôi, và nó có rất là nhiều các cái kiểu shadowing khác nhau. Thì cái mục tiêu mà sau nhiều lần chị làm ấy, như mọi người biết thì chị có chia sẻ rất là nhiều lần chị thực hiện shadowing ở trên kênh YouTube, làm cũng fail các kiểu, rồi làm cũng nhiều cách khác nhau, thì chị mới tự chung lại là chị mong muốn có ba cái mục tiêu chính này. Khi mà shadowing cái đợt đầu tiên ấy, cách đây khoảng tầm 2 năm gì đó thì chị cứ đâm thẳng vào các cái video mà chị muốn shadowing. Chị ngồi chị nghe người ta nói xong là chị phát âm lại rồi chị bắt chước lại giống như những cái gì mà trên mạng người ta nói. Nhưng mà sau khoảng tầm một tháng làm ấy thì nghe lại các cái video mà mình đã shadowing ấy thì mình thấy rằng là mình mới nhận ra một cái điều, đó là phát âm chuẩn, là bản chữ cái tiếng Nhật là một cái yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho tiếng Nhật của mình nó được tự nhiên hơn. Thì cái mục tiêu đầu tiên, mặc dù nó ở đây nó ghi là mục tiêu đầu tiên, nhưng mà chị chỉ nhận ra nó khi mà mình đã thực hiện khoảng rất là lâu trong cái quá trình và shadowing của mình. Và sau khi mà thực hiện shadowing sau nhiều lần như thế thì mình mới thấy rằng là cái này nó quan trọng như thế, nhưng mà thường thì chúng ta hay bỏ qua. Và nếu như mà những cái bạn nào mà mới học tiếng Nhật ấy thì sẽ mình sẽ học cái bảng chữ cái này phát âm chuẩn ngay từ đầu thì nó dễ. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta kiểu đã học được một thời gian rồi ấy, thì chúng ta lại cảm giác như là cái việc phát âm chuẩn bảng chữ cái này chúng ta hay bị coi nhẹ. Thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để phát âm chuẩn thì chị sẽ chia sẻ vào đoạn sau. Cái thứ hai đó là cái accento đấy. Cái accento này thì nó không chỉ đơn thuần là từng âm một, mà nó sẽ liên quan tới cả câu hoặc liên quan tới cả từ hoặc cả cụm. Thì cái accent này cũng rất là quan trọng giúp cho mình nói được tự nhiên hơn. Nhưng mà cái số 1 và cái số 2 này thì chị nghĩ nó không quan trọng bằng cái số 3. Cái số 3 của mình nó là phải nói được trôi chảy và hình thành được tư duy Nhật Nhật. Cái hình thành tư duy Nhật Nhật đấy nó là cái gì? Thứ nhất, nó là cái mà mình sẽ như kiểu là ngoại ngữ thì nó cũng gần như kiểu là mình bắt chước ấy. Mình giống như kiểu một con vẹt để bắt chước những cái gì mà người khác nói. Nên là cái việc tư duy Nhật Nhật này nó chỉ được hình thành sau khi mà mình đã hầu như mình học thuộc các cái câu kiểu cơ bản ấy. Ví dụ như là bây giờ mà mình nói là bạn sinh ngày bao nhiêu chẳng hạn, đúng không? Thì mình chỉ cần nói tan do bí quá ít sự đề cao, hoặc là những cái câu đơn giản như là kyo anan gatsu nani nan gatsu nanyo bi desu ka chẳng hạn. Thì những cái câu như là những cái câu đơn giản đấy nó chính là những cái câu mà thể hiện cái tư duy Nhật Nhật ấy. Có nghĩa là mình không cần phải dịch sang tiếng Việt nữa, mình vẫn có thể nói được, đúng không? Hoặc là onamae wa nan desu ka, đúng không? Thì những cái câu đấy là những cái câu mà mình chả cần phải nghĩ gì mình vẫn có thể nói được. Thì đến cái mức như vậy mà mình không cần phải nghĩ nhiều mà mình vẫn có thể nói được ấy, thì nó chính là cái tư duy Nhật Nhật theo định nghĩa của chị. Nên là cái việc mà nói trôi chảy này chị nghĩ là cái mà mình sẽ cần phải đầu tư nhiều trong cái quá trình mà mình shadowing. Thì đây là ba cái mục tiêu mà chị hướng tới. Thì bây giờ để thực hiện được cái ba cái mục tiêu này ấy, thì nói là nó, lúc mà chị đăng cái phần chị đăng cái slide này lên thì mọi người cũng rất là nhiều người like. Nhưng mà chị cảm giác như là giống như là tất cả những cái buổi offline hoặc tất cả những cái chương trình mà chúng ta đã học ấy, thì đơn giản mục tiêu thì mình nghe thế nó là hay, mình nghe nó là hay, nhưng mà mục tiêu thì chưa đơn giản, nó chỉ là mục tiêu thôi, và mình sẽ cần phải thực hành nó. Thì cái gì cũng vậy thôi, cứ phải làm, phải áp dụng cho chính mình. Và đây là những cái mà chị đã và đang làm, nên là chúng ta hãy nhìn và tham khảo một cách khách quan nhất. Thì đầu tiên là cái mình đi vào cái đầu tiên là cái
phát âm bằng chữ cái. Thì cái mục đích tại sao mình lại cần phải phát âm bằng chữ cái thì như lúc nãy chị có nói qua rồi ấy, đó là sẽ giúp cho mình nghe tốt hơn. Thì khi mà mình nghe tốt rồi thì mình sẽ bắt chước được người ta nói một cách hiệu quả hơn, và mình sẽ giúp cho mình nghe được tốt hơn. Mà nghe được tốt hơn thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn, mà hiểu nhiều hơn thì mình sẽ nói được tốt hơn thôi. Thì cái bí quyết để mà mình giúp cho mình phát âm được bảng chữ cái một cách chuẩn nhất ấy, thì nó chính là dựa vào cái vị trí đặt lưỡi, cái vị trí đặt lưỡi và cái luồng khí thoát ra của âm thanh. Thì chị cũng không phải là người quá chuyên nghiệp nhé, nhưng mà cái video tham khảo thì chị đã gửi cho các bạn cái link ở đây rồi, các bạn có thể về nghe lại cái phần người Nhật người ta nói. Tuy nhiên chị sẽ đưa ra những cái mà cơ bản nhất mà chị đến bây giờ chị vẫn nhớ và chị làm theo. Thì trong cái video này của người Nhật này, người ta nói này, thì người ta nói rất là nhiều vào cái vị trí đặt lưỡi ở trong miệng của mình. Đầu tiên thì là trước khi nói đến cái việc đặt lưỡi nhá, thì mình nói đến cái phần là luyện khẩu hình. Luyện khẩu hình thì là cái miệng của mình ở đây đúng không? À, i, u, e, o, đúng không? Thì ngày xưa những cái bạn nào mà mới học ấy thì mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn là các bạn hay nói là giống như tiếng Việt ấy, tiếng Việt của mình nói là gì? A, i, u, e, o, đúng không? Nhưng mà nó vẫn là hơi thuần Nhật rồi. Ví dụ như là trẻ con của mình hay nói chữ A thì nói là A đúng không? A này, O này, O này, đúng không? Thì nhưng mà tiếng Nhật nó phải là A, i, u, e, o. Thì cái miệng của mình này, cái miệng của mình nó khi mà phát âm chữ A thì nó phải to ra đúng không? Giống như cái miệng của mình này A đúng không? Và cái luồng khí ấy, cái luồng khí của mình nó phải là từ cổ họng mình phát ra, thì là cái tiếng Nhật của mình nó sẽ được tự nhiên hơn. Chị nhận ra có hai cái đặc điểm mà khi mà phát âm cái tiếng ấy mà chị thấy này. Những người mà nam ở Nhật ấy thì người ta phát âm nhiều từ phía cổ họng đi ra, và cái luồng hơi của họ ở trong miệng nó rất là nhiều. Bây giờ chị ở công ty hiện tại của chị giờ có hai bạn nam, thì có một bạn ấy nói rất là hay, có là cái bạn ấy nói tất cả là đều từ bụng. Bạn ấy nói tất cả đều từ bụng lên. Việt Nam mình nhá, người Việt Nam mình thì hay kiểu là nói từ miệng đi ra, có nghĩa là cái hơi của mình nó lên trên này cho nó phát ra. Có là nó ở trên khoang miệng để phát ra này. Còn ở người Nhật thì người ta hay nói phát âm từ cái cuống họng này ra. Nên là nhá, ngoài cái việc là cái hơi của mình nó a đúng không? A là nó từ cái cổ nó đi ra này, nó phải a i u e o đúng không? Ka ki ku ke ko. Thì ngoài cái hơi âm phát ra đấy thì nó còn là cái miệng của mình này nữa, cái miệng của mình nó phải mở i thì nó phải là, không phải là y như mình y, nếu như chữ y của mình chỉ là y thôi đúng không, cái miệng của mình nó không thay đổi gì cả y, nhưng mà người Nhật nó phải là y đúng không, a i u e o ka ki ku ke ko đúng không, sa si su se so, gọi là cái miệng của mình nó phát âm nó phải tròn vành rõ chữ thì cái tiếng của mình nó cũng sẽ hay hơn. Cộng với thêm một cái nữa là cái luồng khí của mình nó phát ra từ cổ họng nữa thì giọng của mình nó sẽ tự nhiên hơn. Nên là bạn nào mà nghe mấy cái bạn mà làm announcer ấy, chị có tí nữa chị cũng có một số các cái video mà giới thiệu một số những cái người announcer người ta luyện ấy, thì là người ta luyện hàng ngày cái này. Luyện hàng ngày cái này. Nhưng mà mình thì chắc là cũng không ai luyện được hàng ngày, chắc chỉ luyện được một thời gian thôi, nhưng mà mình biết được cái quy tắc đấy thì mình sẽ phát âm được tốt hơn. Tiếp đấy nhá, hoặc là chữ này này. Bạn nào phát âm cho chị cái hàng này xem nào. Gì nhỉ? Nhất thử phát âm xem nào. Chữ này này. Vâng. Na ni nu ne no. Đấy, na ni nu ne no thì em đang phát âm. Có là nếu như mà người Nhật chị cảm thấy nhá, na nó phải là na từ cái cổ họng này hụt ra này. Em đang phát âm là na ni nu, nó không sai nhá. Nhưng mà chị cảm giác như là người Nhật người ta na ni nu ne no. Na ni nu ne no. Chứ na nó phải đúng không? Và cái lưỡi của mình ấy nó đặt ở đâu em có biết không? Em đang đặt lưỡi ở đâu? Em đang đặt lưỡi ở đâu? Em đặt lưỡi ở răng trên à? Đúng rồi, cái lưỡi nó phải là ở cái gần sát với cái răng. Nó ở trên cái lợi và gần sát cái răng. Gần sát cái răng chứ không phải na. Chữ na của mình, nếu như tiếng Việt của mình nhá, bạn các em thử nói quả na đi. Cái lưỡi em đặt
đâu? Quả na. Quả na em đặt ở đâu? N thì em đặt ở giữa, giữa đúng không? Giữa nhỉ? Giữa hai, đúng. Hai hàm này. Không. Bây giờ nói là nhỉ? Cái lưỡi. Bây giờ nhá, cái đây là cái vòm họng của mình đúng không? Đây là cái răng nhá, cái tay của chị đây là cái răng nhá, có nhìn thấy không nhỉ? Đây đây là cái em cảm giác như đây là cái mồm nhá, cái mồm của mình nhá, chứ cái tay của chị chỗ cái tay của chị này là cái răng nhá. Đúng không? Thì nhớ, nếu như mà bình thường em nói là quả na thì thường thường người Việt của mình là cái lưỡi của mình nó hay ở giữa đây này, ở trên ở bên trên cái vòm họng ấy đúng không? Đây là cái vòm họng của bên trên nhá. Còn đây là cái răng nhá. Đúng không? Thì là thường quả na thì sẽ cái n ở đây đúng không? Nhưng mà nếu như mà chị người Nhật thì người ta hay hay để lưỡi ở đây này. Nó để lưỡi ở sát cái để lưỡi ở sát cái răng này với cái lợi phía trên này, là ni nu nể nộ chứ không phải là là ni nu nể nộ, khác nhá. Là ni nu nể nộ là khác nhá con này, là ni nu nể nộ là khác, nó phụ thuộc nó khác là cái lưỡi của mình nó đặt này, nó đặt ở cái hàm ở chỗ răng hay là nó đặt ở giữa cái khoang miệng và nó chạm ở đâu thì nó sẽ phụ thuộc, thì nó sẽ là thì mình cố gắng mình bắt chước cái đặt lưỡi đấy thì nó sẽ tự nhiên hơn. Thì cái đặt lưỡi này nhá, các bạn phải cái này thì các bạn phải xem video giúp chị. Cái này bắt buộc các bạn phải xem video và các bạn tự đúc rút ra nhá. Tự đúc rút ra nhá. Thì có hai hàm mà chị hay gặp nhất, đó chính là cái nà ni nư nể nộ đấy, nà ni nư nể nộ và hà hi hu hi hi hu hề hộ, là hai cái mà chị ngày xưa chị hay nhầm. Và một cái chữ nữa đây, cái này nhá, đây này các bạn nhìn vào cái video này, các bạn nhìn vào cái hình này, các bạn nhìn thấy không, ở đây nó có cái phần cái này thì là buổi sau nhá, có là liên quan đến từng cái nội dung này thì chắc phải cần những cái buổi chi tiết phía sau. Thì hôm nay chị chỉ giới thiệu cho các bạn là cần chú ý những cái gì và các bạn về xem cái video tham khảo này này. Các bạn tự nốt lại xem là cái chữ nào mà mình hay sai hoặc là cái chữ nào mà người ta nói mà mình bị mình đang đặt lưỡi sai. Mình đặt lưỡi sai và cái luồng khí của mình phát âm sai thì mình nốt lại, sau buổi sau thì mình sẽ luyện tập nhé. Thì để mà có thể chữa được cái phát âm tiếng Nhật chuẩn như thế này ấy, thì chị cũng không giúp được nhiều, bởi vì là ngày xưa cái hồi mà chị học hội thoại ấy, thì là cô người Nhật cô cũng chỉ cho chị các cái lỗi phát âm sai của chị. Thứ nhất là chị hay sai cái hàng là ly lư lể lộ, cái ngày xưa chị cứ hay nói cái âm tà bê rự, chị hay nói là tà bê rự rự rự. Các em nghe không? Tất cả các cái video xong rồi đến lúc mà cô ấy sửa cho chị rồi chị mới nghe lại tất cả các cái video ngày xưa mà cũ ấy, chị rất là rà ri rư để rộ rộ nó sai. Nó phải là cái lưỡi của mình nó lại phải đặt ở cái chỗ răng này này. Đấy thì trong cái video đấy người ta hướng dẫn tất thì nó sẽ có là li lư lể lộ luôn, nên là cái từ tà bê được. Tà bê được. Hoặc là chị hay nói là cái từ lai nên. Cái từ lai nên ngày xưa chị cứ hay nói là rai nên. Rai nên là sai. Nhưng bây giờ chị đã sửa được là không phải là rai nên nữa. Cái lưỡi của mình nó không bật nhiều lần nữa mà chỉ là lai nên. Đấy thì những cái đấy là người Nhật người ta nghe người ta sẽ biết ngay. Thì đợt đấy chị cũng được cô người Nhật khi mà học cái khóa hội thoại thì cô ấy cũng chỉ cho chị các cái từ chị sai, như là cái âm mà chị hay sai là âm ra đi là li lư để lộ nhá, cộng với lại chị hay sai cái âm si. Đấy, với lại chị bị sai cái hàng gì nữa nhỉ? Chữ hư này thì bình thường mình nói thì không sao, nhưng mà khi mà mình ghép với lại một cái chữ khác ấy, thì chị hay bị sai. Đấy thì cái đấy thì là về cơ bản thì chị cũng không sai nhiều, chỉ sai nhiều nhất cái hàng ra đi là li lư lể lộ thôi. Nhưng mà các bạn cứ luyện đi xong là nếu mà có cơ hội thì có thể hỏi ngay chính cái bác Nhật của mình ấy, là cái người Nhật của ở trong công ty mình ấy, hoặc là ai đó ấy,
người Nhật người ta nghe xong là người ta bảo là mình bị phát âm sai cái chữ cái gì, đúng không? Ví dụ như là cái anh giám đốc ở bên công ty chị thì anh ấy rất là phát âm, cậu anh không phát âm được cái âm thư, cái âm thư thì là người người Việt mình hay sai, đúng không? Thì là sau là cái người Nhật ấy người ta chỉ cho, thì lần sau mình để ý vào đấy thì là mình sẽ biết. Nhưng mà phải người Nhật người ta nghe thì nó mới chuẩn được, có là người ta nghe người ta mới chuẩn, và người ta thấy rằng là mình hay phát âm sai cái âm nào ấy thì mình về mình luyện nhiều ở những cái âm đấy, và lần sau mình để ý xem là người Nhật người ta nói như thế nào để mình phát âm theo. Thì đây đấy là cái phương pháp đầu tiên, là mình phải luyện khẩu hình này. Thứ hai là mình phát âm và mình đặt lưỡi ở đâu, thì cái đặt lưỡi ở đâu thì về xem lại cái video này, buổi sau mình sẽ nói nhiều hơn về cái cách đặt lưỡi của từng cái. Hoặc là chị cũng đã có một cái chuỗi video ở trên YouTube nói về các cái cách đặt lưỡi này, nhưng mà đợt đấy chị làm nó cũng kiểu hồi mới nên là nó có nhiều cái sai sót. Tuy nhiên là mình cứ nghe cái video của người Nhật người ta hướng dẫn. Thứ hai nữa là để mà có thể luyện được cái phát âm hàng ngày thì mình có cái bảng chữ cái, đúng không? Bảng chữ cái thì mình chị có hai, chị rất là thích cái video này, mặc dù là người Nhật thì người ta bảo là cái video này nó của trẻ con ấy, nên là nó không thực sự là người lớn lắm, nhưng mà chị rất là thích cái video này và chị cũng hay hát theo đấy. Chúng mình nghe được đúng không? Có nghe được không? Nghe được chị ạ. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn có thấy là a i u e o kaki kuke ko chứ không phải là kaki kuke ko. Nghe có khác không? Có nhận ra được cái điều là nó đang phát âm ra từ cổ họng không? Các bạn có thấy cái điều đấy không? Có thấy không? Chị đang không nhìn thấy mặt các bạn đâu. Có thấy cái điều đấy không nhỉ? Đấy, kaki kuke ko. Đấy, cái âm tha tha chi chư tê tô thì chị thấy cái lưỡi của mình ấy nó hay động vào cái răng nhiều hơn nhá. Ta chi chư tê tô, ta chi chư tê tô. Đấy, la li lư lê lô, la li lư lê lô. Cái âm la li lư lê lô, thứ nhất là để mà phát âm được cái âm la li lư lê lô này thì là cái thứ nhất là mình phải đặt lưỡi ở đúng chính xác ở cái giáp cái chân răng, giáp cái chân răng và cái lưỡi ở phía trên, chứ đừng có âm, ví dụ như đi ra đi vào, đi ra âm r của trong tiếng Việt của mình ấy là cái răng, cái là cái lưỡi của mình nó run lên bần bật, nó run lên nhiều lần và nó chạm ở giữa cái khoang miệng. Nhưng mà riêng tiếng Nhật cái âm là li lư lê lô thì là nó là cái lưỡi của mình này nó chạm ở sát cái chân dạ cái chân răng và cái lợi ấy, thì nó sẽ không bị bật, và cứ không bật là đúng, còn nếu mà nó mà bị bật là sai. Thế ngày xưa chị cứ nói là rai nên không sai, là không đúng, chị đặt lưỡi ở giữa cái miệng đấy mà rai nên là sai, là nó cứ bị run bần bật ấy. Thì là cái cô người Nhật cô ấy bảo là Hồng rất là hay bị nhầm cái đấy, thì sau đấy chị sửa đi, chị sửa thì rai nên không bao giờ bật, không bao giờ rung nữa. Và cô bảo là đúng rồi, Hồng nói đúng rồi, thì là chị phát âm được cái từ đấy. Nên là cái âm này nhá, bạn nghe nhá. Đấy, la đi du lê lô. Wow. Thì đấy là cái video mà chị thích nhất, nói chung là cái video này chị rất là thích luôn, để mà học phát âm được cái bảng chữ cái. Thì là mình biết được cái cách phát âm bảng chữ cái rồi đúng không? Là mấy cái đấy chỉ là mấy cái tip mà chị còn nhớ thôi nhá. Còn lại trong cái video mà người ta chia sẻ ở đây mà chị cho link ở đây này, là các bạn về nghe là các bạn sẽ thấy là nó có khá là nhiều các cái tip hay đấy. Có nghĩa là có thể là bạn này bị phát âm chữ này sai, bạn khác phát âm chữ khác sai, thì mình phải tự mình nghe nhá, phải nốt lại nhá. Tiếp đến này, đây thì để mà phát âm thường xuyên thì nó có một cái bài này ở trên mạng này. ご覧いただきありがとうございますので、ぜひアナウンサーの50音
của một cái người mà làm announce à? Là một cái người mà chuyên đi làm phát thanh viên với lại đọc sách các kiểu ấy, thì cái giọng của chị này khá là hay. Nhưng mà giọng của chị này mềm mềm, nhưng mà nếu mà bạn nào buồn ngủ thì là lúc đầu chị cũng rất là thích bạn này, chị này chị ấy nói, nhưng mà chị ấy nói nhẹ quá, chị ấy nói kiểu mềm mại quá. Nhiều khi mà chị nghe cái câu chuyện mà bạn nói, chị ấy nói là chị buồn ngủ. nhưng mà nói chung là chị này giọng rất là hay. Đấy, nó sẽ có một cái bài để mà mình luyện cái, ngoài cái việc là luyện cái bài hát bảng chữ cái đấy, thì nó có cái bài là luyện 50 âm này này. Cứ là chỉ nghe rồi phát âm lại thôi. Đấy thì nó cứ nói những cái câu này nó vô nghĩa nhé các bạn. Mấy cái này nó vô nghĩa, nó chỉ để cho mọi người luyện cái phát âm bảng chữ cái thôi. Thì mình cứ nghe đi nghe lại nhiều lần thì mình sẽ hình thành, mình thấy được là à, người Nhật người ta hay nói như thế, cái hơi của người ta như thế, cái lưỡi người ta đặt như thế. Đấy, thì sau khi mà mình đã học được cái cách đặt lưỡi này, mình học được cái cách hơi của mình nó ở đâu và nó phát ra này, cộng với cái việc là mình nghe đi nghe lại nhiều lần cái âm của người Nhật mà người ta phát âm chuẩn này này, thì dần dần mình sẽ nắm được. Có một cái như thế này, khi mà bình thường các bạn nghe hội thoại ở trên công ty nhá, hoặc là nghe hội thoại ở trong người Nhật người ta nói nhá, thì không hề rõ những cái này đâu. Các bạn sẽ không thể nào thấy được là cái miệng của người ta sẽ như thế nào, hoặc là cái hơi của người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà các bạn luyện, khi mà các bạn học từ những cái cơ bản nhá, đến cái việc là học luyện phát âm này nhá, thì sẽ có đến một cái thời điểm chị nhận thấy rằng nhá, đây là cái kinh nghiệm của chị nhá, là sau khi mà chị học cái cách đặt lưỡi này, chị học cách phát âm này, sau đó là chị cũng tham gia khóa học, là chị đọc luyện khoảng tầm mấy tuần cái bài này này, cái bài mà chị đang sâu ở đây này, thì đến cái lúc mà chị nghe người ta nói thì mặc dù người ta không có cái khẩu hình của người ta không có nhè mồm ra hoặc là cong miệng ra, hoặc là người ta không có nói rõ ra là à mềm bộ à cay na à yêu ẻo, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được cái hơi hướng đấy nhá. Mình vẫn cảm tưởng nhận được cái hơi hướng đấy, cái cách nói đấy, cái kiểu giọng đấy từ cái người mà người mình đang nói từ đối diện khi mà mình nghe. Tại vì khi mà mình nghe rõ được rồi thì mình sẽ để ý đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ xung quanh cái lời nói của người Nhật, thì dần dần mình cứ quan sát thôi, mình cứ nghe mãi, mình quan sát thì là mình sẽ nhận ra là à hóa ra là người ta nói như thế, thì chị thấy cũng rất là hiệu quả nhá. Và mình sẽ nghe được rõ hơn rất là nhiều luôn, và mình sẽ bắt chước được nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là những cái bài câu này nó cũng kiểu vô tri thôi, mình cứ bắt chước. Ukimoni koebimo oyoideru, đúng không? Lúc đầu thì các bạn sẽ thấy có một nửa bài thì là rất là dễ nhá. Một nửa bài thì mình bắt chước là rất là dễ, nhưng mà đến cái nửa đoạn sau ấy là chị nhầm liên tỏi luôn. Cái đoạn mà video mà chị học cùng với cái cô Mai như thế này là đoạn sau là chị nhầm liên tỏi. Xong đó là thì mình cứ luyện dần thôi, luyện dần 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 mình sẽ có một cái phản xạ là cứ cái âm ư thì mình sẽ nói như thế, âm nhô thì mình sẽ nói như thế. Cà khi cư kể cổ thì mình sẽ không nói là cà khi cư kể cổ đâu, mà cà khi cư kể cổ. Đấy, ví dụ như cổ, ví dụ các bạn nghe mấy cái âm của, các bạn thử để ý cái âm ca của người ta nói nhá. Chị sẽ để cái video của mình phát ra khoảng tầm 5-6 lần gì đấy, các bạn sẽ để ý vào cái âm, đặc biệt để ý vào có chỉ cái âm ca nhé. Cả khi cư kể cổ, và cái cô này cô nói rất là rõ cái âm đấy luôn, gọi là nó phải phát âm từ cái cổ họng ra và cái hơi của mình nó phải bật ra rất là nhiều luôn, nghe nhé. Ukimo ni koebi mo oyoideru. Cho mình phát âm lại. Kaki no ki kuri no ki kaki ku ke ko. Đấy, kaki ku ke ko, nghe nó. Nó không phải là kaki ku ke ko mà kaki ku ke ko, nghe nó kiểu nó. Các bạn nghe nó rất là người Nhật không? Kaki ku ke ko. Kitsutsuki kotsukotsu karekeyaki. Đấy, mình phải bắt chước y hệt như thế. Kareke yaki, đúng không? Từ cái âm thấp âm cao, rồi từ cái cách phát âm, rồi cái luồng hơi, rồi mình cố gắng mình bắt chước liên tục, thì từng cái chữ này này mình bắt chước được đúng ấy, thì nó sẽ luyện được cái cách phát âm của mình nó tốt hơn khi mà mình phát âm từ. Đấy nhá. Thì đây là hai cái video mà chị đã gắn link ở đây rồi cho các bạn xem. Rồi, thì các cái từ hay nhầm thì đây. À đây này, cái phần từ hay nhầm mà người Việt mình hay nhầm là cái âm là li lư lề lộ này. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây là hình ảnh nó thể hiện cái lưỡi này.
đây là cái lưỡi của mình này, được chưa? Đây là cái hàm trên và cái răng này, các bạn nhìn thấy không? Cái lưỡi của mình nó phải chạm vào cái răng với cái ấy ở đây này, đấy là li lư lể lộ, thì nó sẽ không bị bật như là cái âm ra đi, như âm rr của tiếng Việt mình. Rr tiếng Việt của mình là lưỡi của mình nó đặt ở đây này, nó đặt ở cái đoạn giữa này, còn cái là li lư lể lộ thì nó phải nằm ở là li lư lể lộ đấy, nằm ở đây. Rồi cái âm này thì chị không bị sai, âm này thì âm sư thì chị không bị sai, không bị nhầm. Thì cái âm sư này cũng rất là nhiều người sai, ví dụ như là cái bạn giám đốc bên chị là người Việt cũng phát âm sai, cứ âm cứ thành chư 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 chư, nhưng mà nó phải bật ra. Thì cái này nó có một cái video mà chị tìm được mà dành luyện phát âm cho người Việt, cái ông này là người Nhật, ông ấy luyện phát âm cho người Việt. Nếu như mà bạn nào sai thì tham khảo. Thì đây là hai cái âm mà chị thấy là hay nhầm. Đấy, nhưng âm này thì chị nhầm này, chị bị nhầm này. Còn cái âm này thì chị không bị nhầm, nhưng mà cho các bạn tham khảo hai cái video mà chị lấy ở đây. Đấy, nữa là li lư lể lộ, chứ không phải là ra đi lư để độ. Nên cái từ, nên là từ sau khi đấy là mình sẽ nói cái từ lai nên, đúng không? Lai nên chứ không phải rai nên. Hoặc là có từ gì nữa? Lai nên là hay gặp nhất này, tức là sang năm ấy. Hoặc là có cái từ gì? La mền, đúng không? La mền. Đấy, thì cái lưỡi của mình nó không được rung, nó rung một lần thôi. Nhưng mà để mà không rung được một lần thì mình phải đặt đúng chỗ. Đừng có đặt ở giữa này là được, cứ đặt ở chỗ đằng mía phía cái răng bên này lợi này, thì nó sẽ là ra âm la. Đấy, thì đấy là cái cách mà mình làm. Thì cái video này thì nó có sẵn ở đây rồi, các bạn xem lại nhé, tự xem thôi. Hôm nay chỉ nói những cái cơ bản thôi. Tiếp đến là cái accent. Accent là cái mà giúp cho mình nói được tự nhiên nhé. Thì cái quy tắc phát âm của mình là gì? Thì có một số khi mà luyện sounding thì chị bị sai một số các cái lỗi sau. Thứ nhất là chị hay sai cái từ sư rự là sai. Sư rự là sai. Phải là sư rự. Sư rự là bên kêu sư rự. Ngày xưa chị có hay nói là, bây giờ này nói lại nhầm rồi. Bên kêu sư rự là sai. Phải nói là bên kêu sư rự. Hoặc là cái gì đấy ô sư rự, chứ không phải là sư rự. Thì cái này lỗi phát âm sai, cái này có một cái video mà ngày xưa chị cũng chẳng biết khi mà bắt đầu nói, nhưng mà sư rự. Đấy, thì ở trong cái video này chị cũng có một đoạn mà người Nhật người ta nói này, thì là mình sẽ nhìn đây là cái sư rự, đúng không? Sư rự là sai. Sư rự là âm sư cao, âm rự thấp thì là sai. Vậy là sư rự. Sư rự thì đây là người Nhật người ta nói này. Sư rự. イライラするでしょ? イライラするでしょ? Ngày xưa chỉ có イライラする thì sai. イライラするでしょ? Đúng không? Nghe được イライラするでしょ? Tiếp đến này. Liori をしながら, đúng không? Watashi はしません. Đấy thì する và しません. イライラするでしょ? Chứ không phải là イライラするでしょ là sai. Thì cái này không biết các bạn nào nhầm không? Nghe thì có chị. Em có nhầm không? Em sai đấy, em cũng sai mà em cũng đấy hay. Cứ là イライラする,勉強する, なになにをする, chứ không được là する đấy. Thì là khi mà mình nghe đấy nhá, thì bất kể từ nào luôn, không có từ nào する luôn các bạn, không có một từ nào luôn, chắc chắn 100%. Thì cái từ này chị nhầm rất là nhiều, xong là cô người Nhật đấy cô chỉnh cho chị phải đến hàng chục lần ấy, nhưng mà chị vẫn bị nhầm. Nhưng mà sau khi mà mình đã nhận ra rồi ấy, chị không nhầm nữa. Kiểu lúc mà mình nói ấy, là mình quen cái mồm mình đi, mình nghe thì mình biết là sư rư rồi. Nhưng đến lúc mà mình nói là mình cứ quen cái mồm rồi đi, là đến lúc mà đang kiểu hăng nói tự nhiên ấy, thế là cô bảo sư rư, thế là mình lại sư rư. Đấy, thì là mình đấy. Tiếp đến là cái mà mình hay nhầm nhất là không bao giờ phát âm đúng cái âm ngắt này, đúng không? Rất là kiểu phát âm hời hợt cái âm ngắt đấy là shikari. Nhớ là cái âm sư thì nó phải là có một nhịp, ví dụ như là cái chữ shikari này phải nói là một, nếu mà mình tính như là bốn cái phách tay chẳng hạn thì nó phải là bốn cái lần vỗ tay, si một lần, sư một lần, ca một lần và ri một lần, đúng không? Thì nó phải shikari. Thì cái âm sư này nó phải mình phải ngắt cho nó đúng và phải để đủ
thời gian cho nó. Lúc mà mình nói nhanh thì mình không để ý đâu, nhưng mà nó phải là shikari, đúng không? Shikari thì shik một cái thì là nó là chính là cái âm mà mình để thời gian cho cái âm chữ này đấy. Và cái từ kitto chứ không phải kitto, kitto hoặc là mấy cái từ âm ngắt mà chị hay bị nhầm. Đợt trước cô người Nhật cô nói là chị hay nhầm cái từ này shikari, chị cứ nói shikari thì là không đúng, nó phải là shikari này, kitto này, những cái âm ngắt này mình phải dành cái thời gian cho nó, mình phải ngắt thật là rõ ràng. Thì người Việt mình rất là hay bị không ngắt rõ ràng cái âm chữ này. Thì là cô người Nhật cô ấy cũng bảo chị bị cái này, nói nó nhanh quá, nói nó vội quá thì là mình không để ý đến những cái đấy. Đấy thì đấy là hai cái mà chị đã từng nhầm nhá. Còn đâu là các bạn có thể hỏi trực tiếp người Nhật của mình, hoặc là trong cái quá trình nói thì mình tự phát hiện ra trong cái quá trình mà mình học nhá. Thứ hai nữa là đến cái phần quan trọng là cái phần quy tắc phát âm. Thì cái quy tắc phát âm này nó có một số các cái quy tắc mà giống như hôm trước chị đã từng nói ấy. Thứ nhất là cái âm đầu tiên và cái âm thứ hai luôn luôn cao thấp viết sai chính tả này, luôn luôn cao thấp khác nhau. Thì các bạn nhìn ở đây này, là hitotsume to futatsume no ko, cái đọc là ko te wa kawaru, có là cái âm thứ nhất và âm thứ hai là có độ cao thấp khác nhau. Một là thấp hay là cao thì các bạn nhìn cái dư lượng nó hạt chương ichi, thì ở đây là những cái dấu này là không được, là sai này. Nghĩa là sao? Có là cái âm thứ nhất và cái âm thứ hai nó bằng nhau như này là sai. Bắt buộc là một, nếu âm thứ nhất thấp thì âm thứ hai còn lại nó phải cao, hoặc âm thứ nhất cao thì âm thứ hai còn lại nó phải là thấp thì nó mới là phát âm chuẩn. Còn nếu như mà mình để nó đều đều giống nhau tất là bị sai, đúng không? Đây ví dụ này, có mấy cái từ ở đây. Khi phát âm các cái từ vựng ở trong tiếng Nhật thì và âm thứ hai trong cùng một từ thì luôn luôn không bao giờ có cùng một cái tông giọng, có nghĩa là nếu như mà bắt đầu là thấp thì cái âm thứ hai nó phải cao dần, và nếu như mà bắt đầu cao thì cái âm thứ hai nó lại phải thấp dần. Và bây giờ mình sẽ cùng đến một số các cái ví dụ mà mình đã nhầm trong cái buổi học ngày hôm trước nhá. Thì bây giờ mình sẽ cùng nghe mấy cái âm đấy nhá. Các cái từ sau đây sẽ làm ví dụ cho cái trường hợp đầu tiên, đó là cái âm đầu thấp và các cái âm sau thì nó lên cao dần. Thế nhá, thì các bạn nhìn này, cái quy tắc này chị thấy là gặp rất là nhiều luôn. Có là ngày xưa chị cứ hay nói là sai 3000, đúng không? Thì chị nói cái âm sa với âm y này giống nhau, nhưng mà nếu như mình đổi đi nhá, mình nói cái âm sa thấp thì sai 3000, nghe nó khác hẳn luôn. Hoặc cái từ nghe nhá, sai 3000, đúng không? Sa y đúng không? Sai 3000, nghe nó hay hơn đúng không các bạn? Sai 3000, sai 3000, sai 3000. Đấy. Thì âm sa và âm y của mình ấy chứ không phải là sai sai đúng không? Sai 3000. La no tsugi i kara sukoshi agarimasu ne. Đấy thì nếu mà mình ngày xưa chị hay nói là lai nền là sai. Nếu mà có là nó không sai nhưng mà nó không hay. Nó không hay. Cái từ là lai nền đúng không? Nghe nó phải là âm ra lai nền. Lai nền. Đấy, lai nền. Lai nền. Lai nền. Đấy, thì những cái nhỏ nhỏ thì các bạn có thấy nghe nó phát hẳn luôn. Và khi mà các bạn để ý những cái này nha, các bạn thấy đến 100% các cái từ của mình nó bao giờ nó có cái sự cao thấp rất là tinh tế ở từng từ một luôn. Hoặc là người Nhật người ta nói nhá, là nó cũng sẽ có cái độ cao thấp nó xảy ra nó rất là nhẹ nhàng, và nó khiến cho cái câu của mình nó được tự nhiên, và nó sẽ nối với nhau một cách rất là kiểu nó smooth ấy. Thì khi mà mình nhận ra được cái quy tắc này nhá, thì các bạn cứ để ý mà xem, hãy thử bắt chước. Đầu tiên là mình phải thử bắt chước, thì khi mà nó vận vào người mình rồi ấy thì mình sẽ thấy nghe đâu nó cũng ra cái đấy luôn. Lai nền đúng không? Hoặc là kaisha từ công ty ấy, kaisha lai nền, hoặc là sai 3000, hoặc là gì nhỉ, có mấy cái từ mà mình hay gặp nhá, ví dụ như là lai siêu đấy, hoặc là nói chung tất cả các từ, hoặc là watashi đúng không, không nói là watashi đúng không, watashi, hoặc là kino là ngày hôm qua nhá, nhưng mà kino thì lại là tính năng nhá. Cái từ là ví dụ là tính năng login log out ở trong các cái app của mình ấy, thì phải là login kino. Còn nếu mà ngày hôm qua ấy thì nó phải là kino đấy. Bạn nghe nó sẽ ra lai nen. Kanose mo onaji desu ka? Kanose, đúng không? Không nói kanose. Kanose, nghe hay không? Kanose.
お知らせ お知らせ 理由 理由 必要 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 Đấy, 必要 đúng không? Cứ phải 必要. Các bạn nào nhầm thành 必要 không? Chị toàn 必要 thì là âm hi là cao đấy, là sai đấy. Nên là cô mới sửa cho mình là 必要 必要 ga arimasu chứ không phải là 必要 ga arimasu. Sai đấy. Có nhận ra được điều đấy. 必要 đây là cần phải login tài khoản chẳng hạn, đúng không? Login suru hitsuyo. Login suru hitsuyo ga arimasu. Đấy, hitsuyo ga arimasu chứ không phải là 必要 ga arimasu. Chị rất hay nhầm 必要 ga được. Thế là cô ấy chữa cho cái bài đấy. Phải là 必要 ga arimasu. Hitsuyo ga arimasu. Đấy, thì cái quy tắc của mình là cái âm thứ nhất và cái âm thứ hai này nó không được trùng nhau. Ok chưa? Và mình phải tự đấy nhá, nghe thì đúng nhá, nghe thì biết thôi. Nghe thì ai cũng biết, chị cũng biết, chị nghe cái quy tắc này từ rất lâu rồi, chị đã biết cái quy tắc này từ rất lâu rồi, xong phải đến khi mà chị học ấy, xong là chị luyện ấy thì đến lúc đấy mình mới cảm nhận được, mình mới thấy rằng là mình sai ở đâu thì lần sau mình mới sửa được. Chứ còn nghe thì đúng là cái đợt mà chị làm cái video liên quan tới quy tắc phát âm ở trên YouTube này là cách đây phải đến 3 năm rồi, 2 đến 3 năm gì đấy. Thuộc lào lào luôn. Gọi là gì? Kiến thức thì là thuộc lào lào. À, âm thứ nhất, âm thứ hai không giống nhau. Ok. Nhưng mà phải đến lúc mà học cùng với cái cô người Nhật này này, mình mới thấy rằng là à, hóa ra là mình bao nhiêu lâu nay mình chỉ học vẹt thôi. Nghe thì đúng đấy, nhưng mà phải thực hành nó nhé các bạn. Phải thực hành, nghe và luyện, tự mình luyện ấy. Xong mình mới cảm nhận được cái điều đấy thì là mình thấy à, lần sau mình thấy là mình nhầm ở đâu. Tiếp một cái nữa mà mình hay nhầm đó là phát âm số đếm. Cái số đếm này. Phát âm số đếm là một việc rất khó luôn, không, chứ không phải dễ đâu. Đó là jiu, đúng không? Jiu. Jiu. À, đấy chị đã quên rồi. Niju, không phải niju nhá, niju, sangju, yongju, bốn cái bên trên này này là cao thấp cho chị tí. Cái âm đầu tiên thì nó không, thì bây giờ với trường hợp số đếm thì sao? Sangju và đây thì đây nhá, từ số 10 cho đến số 40 là theo cái quy tắc ở trên màn hình này này là âm đầu nó phải cao. Ju, niju, sang dù, yong dù. Chị phát âm không chuẩn đâu nhá các bạn. Đây, các bạn học thì các bạn cứ học theo phát âm của người Nhật đấy. Chị chỉ nói ra cái công thức thôi, còn đâu chưa chắc chị đã đúng. Đây này. Nhi dù. Sang dù. Yong dù. Đấy, sang dù, yong dù. Go dù. Đấy, go dù thì lại chuyển sang là ngược lại nhá. Âm go dù. 60 đấy, âm na này này, cái âm na này này nó có cái chữ đỏ đỏ ở đây này, nó có cái chữ đỏ đỏ ở đây có nghĩa là nó sẽ đi xuống. 70 hà thấp nhá thì âm chi phải cao, âm thứ nhất và âm thứ hai không bao giờ được giống nhau. 80 đúng không, theo hình cái Yamagata này. 80 90 90 đúng không 90. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đọc. Thì tại sao mà chị lại học cái cách phát âm này? Thì cái hôm mà chị đọc cái bài này này, nó có một đoạn rất là nhiều cái phần số đếm ở đây, thì cô ấy sửa cho chị một đống luôn. Cô ấy, thế là chị mới phải lên trên mạng chị search là học phát âm. Cái chỗ này. Đây, bây giờ cô người Nhật cô đọc nhá, nghe cô được người Nhật cô đọc nhá. Thì là ni jiu này, sang jiu này, yong jiu này, go jiu này, roku jiu này, nana jiu này, hachi jiu, kyu jiu, nghe chưa? Cho mình nghe này. Đọc như thế nào nhá? Bây giờ người Nhật đọc nhá. Kyoto shi ni aru Kiyomizu dera de 12 nichi. 12 nichi, đúng không? 12 nichi. 12 ở đây không có nhưng mà 12 nichi. Kotoshi no kanji no hapyou ga arimashita. 22 man. Đây, ni jiu, nghe ni jiu chưa? Ni là cao, ni jiu ni mang. Thì ngày xưa chị cứ hay nói là ni jiu ni mang.
chị sai. Ni dù ni măng, ni là cao nhá, ni dù ni măng. 3000 以上集まった中で3000 đúng không? 3000 đấy không có nhưng mà đấy 3000 以上1000が一番多くなりました。京都市にある清水寺で12日今年の漢字の発表がありました。22万3000以上集まった中で1000が一番多くなりました。 đấy thì là lúc mà chị sao in cái bài này để nộp visa cho cô ấy là cô chữa cho cái phần phát âm đấy, phát âm cái ni dìu. Sao con? Thì trong đời sống hàng ngày chúng ta sẽ đấy thì trong đời sống hàng ngày mình gặp rất là nhiều các cái số đếm thì là mình thử để ý nhá. Cái quy tắc số 2 là nó đã xuống rồi thì nó không lên nữa. Nó đã xuống rồi thì nó không lên nữa. Ví dụ như là từ này. Cái video tham khảo thì là các bạn xem cái video ở đây nhá. Video tham khảo thì các bạn xem cái video này cũng là 19-20 phút thì là người Nhật người ta sẽ dạy từng cái quy tắc một, sau đó là người ta sẽ cho mình phát âm thử đấy. Thì cái quy tắc thứ hai này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái quy tắc là nó đã xuống rồi thì nó không lên nữa. Nó đã xuống rồi thì là nó không lên nữa. Có là nó chỉ lên rồi xuống chứ không bao giờ có chuyện xuống rồi lên. Thì nghe thì nó rất là mơ hồ nhá. Nghe thì nó rất là mơ hồ. Nhưng mà mình sẽ áp dụng trong các cái mình sẽ áp dụng trong cái phần phát âm các cái từ ghép. Thì ví dụ như từ này. Cái này nó có trong cái video này nhá, các bạn về xem lại thôi. Ok. Thì ở đây nhá, khi mà phát âm một mình nhá, khi mà phát âm một mình thì nó sẽ là kinen hoặc là sashin. Sashin, đúng không? Nhưng mà khi mà kin nếu mà mình đọc là kinen sashin thì nó sẽ thành là gì? Nên đến nên cho là nó lại thấp xuống, đúng không? Nếu như mà các bạn ghép hai cái từ này vào thì nó sẽ là nó đã xuống rồi thì nó lại lên nữa thì nghe nó rất là hên. Thì nên là khi mà ghép cái âm của mình ấy thì nó chỉ có quy tắc là nó lên rồi nó xuống thôi. Nên cái từ nếu như mà mình sao chơi nhá. Ừ. Nếu như mà mình ghép là mình đẩy cái chữ xạ xin này thành thấp, đúng không? Đúng không? Thì là nó sẽ là kỳ nên xạ xin. Đúng không? Thì nghe nó cứ lên xuống thì nó sẽ không được tự nhiên. Rồi thì nó về xạ đi ngủ luôn. Ừ, thế thì thôi ở nhà. Đi ra bố đi con. Thì đây nó sẽ là kinen sashin. Kinen sashin thì nó không phải là kinen sashin nữa mà sẽ là kinen sashin. Đấy thì cái này nó là cái quy tắc khi mà ghép hai cái danh từ ghép vào với nhau thì cái âm số 2 ấy, cái từ số 2 này bình thường đứng một mình thì nó là thấp, thì khi mà ghép lại với nhau thì nó lại cao dần rồi nó xuống dần. Thì nó là cái cách biến âm ở trong tiếng Nhật. Thì cái này các bạn cứ nghe nhiều thì nó quen thôi nhá. Không phải nghe nhiều mà quen, mà các bạn gặp từ nào thì các bạn biết từ đấy. Cộng với cái việc là mình hay gặp cái cụm từ nào mà nó là một cái cụm từ ghép ấy. Ví dụ như là ở trong IT thì nó sẽ có là những cái ví dụ như là Yuzatoroku chẳng hạn. Thì bình thường là Toroku nhưng mà Yuzatoroku. Đấy thì nó sẽ là khi mà ghép hai cái danh từ đấy nó dài ấy, thì là nó sẽ không theo cái phát âm thông thường nữa, mà nó sẽ là kiểu là ghép lại với nhau để cho cái âm của mình nó không bị xuống rồi nó lại lên. Và nếu như mà nó cứ xuống rồi nó lại lên thì là nghe nó bị hên. Đấy thì đây là một cái ví dụ ở trong cái video. Hoặc là đây có cái ví dụ như là cái từ là kê tai đê ngoà, đúng không? Bình thường sẽ là kê tai cộng với đê ngoà, nhưng mà khi mà ghép với nhau thì thành là kê tai đê ngoà. Thì cái từ âm đê này không phải thấp nữa mà nó sẽ phải cao, rồi cái âm ẩn với âm ngoài nó xuống. Thế này kê tai đê ngoà, hoặc là cái từ là đai gác cự này, đúng không? Bình thường là đai gác cự thì âm đa thấp, nhưng mà khi ghép với lại tên riêng của cái trường đại học đấy thì sẽ là Hà Nội đai gác cự hoặc là Waseda đai gác cự, chứ không phải là Hà Nội đai gác cự là sai. Phải là gì? Hà Nội đai, mình hay nói là đai gác cự là đứng của mình, đúng không? Nhưng mà khi ghép vào thì nó phải là Hà Nội đai gác cự hoặc là gì đấy, Tokulitsu đai gác cự ấy, hoặc là kê tai đen ạ. Đấy thì nó sẽ hơi biến âm như thế. Khi mà cái từ đấy mà nó là một cái danh từ ghép ấy, fukugo meshi này này,
thì các bạn để ý cái đấy. Còn nếu như mà các bạn muốn chắc thì các bạn cứ lên post lên Google Translate ấy, nó đọc cũng khá là chuẩn luôn. Chẳng qua nó đọc thì nó giống như người máy thôi, nhưng mà cái accent của nó cũng rất là chuẩn. Thì mình có thể bắt chước là người ta đọc như thế nào thì mình đọc lại như thế. Đấy. Ví dụ như đây này, một cái danh từ rất là dài đúng không? Thì là gai cốc cự jin tô đô cự sô mê sô. Thì nếu như bình thường sẽ là gai cốc cự jin đúng không? Tô đô cự và sô mê sô. Nhưng mà mình khi mà ghép vào thì mình sẽ không đọc là gai cốc cự jin tô đô cự sô mê sô là nghe nó hết không? Thì nó phải là gì? Nó thì mình sẽ đọc thẳng luôn. Gai cốc cự jin tô đô cự sô mê sô. Đấy thì trong cái video này nó cũng trong cái video ở đây này. Không phải video nào nhỉ? Cái video này để chị gắn lại link nhá, thì nó cũng có cái âm này. Đấy. Thì là mình sẽ để ý cái đấy. Tiếp đến là cái số 3, cái mục tiêu số 3. Cái mục tiêu số 3 của mình nó là nói trôi chảy và hình thành tư duy Nhật Nhật. Ai cũng muốn hình thành một cái tư duy Nhật Nhật, nhưng mà trước khi hình thành tư duy Nhật Nhật, mình phải phân tích trước, mình phải dịch trước, thì để lần sau mình thuộc rồi, mình đã tạo thành cái phản xạ rồi thì nó mới thành Nhật Nhật được. Chứ không ai mà học tiếng Nhật từ lúc còn lớn mới học tiếng Nhật mà một phát mà thành tư duy Nhật Nhật luôn là chị không cổ suý, chị không đồng tình cái việc đấy. Chỉ khi nào mà mình đã thuộc lầu rồi, mình đã có được một cái phản xạ rồi thì mình mới tư duy Nhật Nhật được. Chứ còn một phát mà bắt mình, ai chả biết tư duy Nhật Nhật thì là ngon đúng không? Nhưng mà để mà có được cái tư duy Nhật Nhật này, trước tiên là mình phải học thuộc lòng đã. Thuộc lòng để tạo được cái phản xạ là cứ lần sau là Kyo á, Nanyo bị discuss là mình biết ngay được, là mình không cần phải dịch, mình cũng biết được là hôm nay là ngày thứ mấy. Đúng không? Chứ còn tự nhiên bây giờ mình phải thuộc trước để tạo các cái phản xạ. Thế nên là shadowing nó là một cách để thuộc lòng. Việc mà shadowing ý, để mà có thể thuộc được các cái accent này, thuộc được cái cách nhấn nhá này, thuộc được cái cách cao thấp giống như chị em mình vừa nói, thì mình bắt buộc mình phải phân tích, đúng không? Mình phân tích từng từ một, từng chữ một, nghe người ta nói xong bắt chước lại từng từ, từng chữ một, sau đó mình học thuộc. Mình học thuộc lần sau cứ cái câu đấy là mình bắn thôi, đúng không? Thì nó mới tạo được cái phản xạ. Và cái này nó cần có thời gian, chứ không phải tự nhiên mà có được đâu, đến ngay. Và chị cũng nói với mọi người là chị cũng không phải là một người gọi là, bản thân chị cũng không phải là một người nói giỏi, và chị vẫn đang là trong cái quá trình học, và mình cứ nhận biết dần dần thôi, mình không cần phải vội, bởi vì không thể nào vội được. Nên là mình cứ quan sát từng chút một, mình hiểu được những cái quy tắc cơ bản của nó đã, xong bắt đầu mình nghe mình thấy là trong thực tế này, cái công việc của mình này, các cái từ mà mình hay gặp này, các cái câu mà mình hay gặp này, thế là mình học thuộc dần nó. Lần sau mà cái ông người Nhật ông cứ nói là kai sha phát là mình biết là kai sha, từ một như thế, sau đó là mình ghép lại từ từ, tức là mình mỗi hôm mình để ý một tí. Nhưng lúc nào mình cũng phải quan sát và để ý đến những cái câu mà người ta nói, nếu như mà thực sự mình muốn làm, để mà mình có thể học thuộc dần được tất cả những cái câu mà người ta nói, sau đó là mình sẽ tạo được cái phản xạ. Lần sau cứ gặp cái người Nhật moshiwakerimasen deshita hoặc là hey arigato gozaimasu, đúng không? Thì cứ thế mà lặp thôi, đúng không? Mà cái từ arigato đấy, arigato gozaimasu osewa ni nante, người Nhật cái hay nói là gì, azas. Ở công ty bạn có ai nói azas không? Đi azas là gì không? Có ai biết không? Không biết à? Em có nghe đấy, nhưng mà azas arigato gozaimasu đấy. Azas người 10 người thì 9 người rưỡi nói nhá. Nhưng mà những cái ông già thì ông không nói đâu. Chị thấy là ông già thì ông không nói, công ty nào mà già già thì ông ít nói. Nhưng mà công ty IT của chị toàn người trẻ, toàn những người mà 9x hoặc là cùng lắm thì đến 8x thôi, thì là mỗi lần chị làm gì xong azas arigato gozaimasu, hoặc là cái từ gì nhỉ? Cái từ hay gì nhỉ? Cái từ là gì nhỉ? Osewa ni natte orimasu ấy, đúng không? Osewa ni natte orimasu. Nó nói sewa, nghe được mỗi từ sewa và narimasu. Osewa ni natte orimasu đấy, nghe nhanh lắm các bạn. Người Nhật mà người ta nói với nhau ấy không nói osewa ni natte orimasu đâu. Osewa ni natte orimasu. Đấy, nghe được mỗi mas. Nó là sauce.
mấy cái từ đấy thì là mình nghe nhiều thì là mình sẽ quen. Và khi mà có một cái nữa là khi mà mình shadowing nhá, shadowing này này thì không phải là các bạn, tất nhiên là nó sẽ có các cái giáo trình, hoặc là thứ nhất là giáo trình này, thì là chị ngày xưa chị có học cái giáo trình nào nhỉ, nó có một cái giáo trình shadowing mà mọi người hay dùng ấy. Tí nữa chị gửi cho các bạn cái link của cái cuốn sách đấy. Thì cái cuốn shadowing đấy chị thấy cũng hay, có nghĩa là nó sẽ là những cái câu cơ bản. Đầu tiên nó là những cái câu cơ bản để mình học được cái cách phát âm. Ví dụ như cái từ là mà chị hay nhầm này, cái từ là bạn nói cái từ đẹp, xinh đẹp xem nào. Bạn nào nói cho chị cái từ xinh đẹp xem nào, đúng không? Hợp xem nào. Chị nói chị từ xinh đẹp. Yeah. Gì? Kire. Kire. Thế là gần đúng rồi. Ngày xưa chị hay nói là kire là sai. Nó phải là kire. Kire nè. Ki là âm cao ấy. Kire nè. Kire nè. Gì đấy? Kire nè gì đó. Thì khi mà mình nghe những cái không phải là kire đâu, nó không phải kire mà kire na gì đấy, thì cái này thì mình trong cái giáo trình ấy, trong cái cuốn giáo trình với những cái câu cơ bản ấy, thì là mình sẽ học từng cái chữ một, từng cái từ một. Ví dụ như là takakata, đúng không? Takakata thì cứ hoặc là ta bê tai, thì với cái âm tai thì nó sẽ xuống ở đâu này, với cái âm cắt tạ thì nó xuống ở đâu này đấy, hoặc là desho nó sẽ xuống ở đâu này đấy, thì những cái đấy là những cái cơ bản nhá. Sau khi mà mình luyện dần như thế thì mình sẽ là sau là mình nghe người khác nói thì mình sẽ cái âm cắt tạ đấy nó xuống ở đâu, cái âm tai nó xuống ở đâu. Thì nó là dần dần, nhưng đầu tiên mình phải học những cái cơ bản trước, sau đó là mình sẽ nhìn, mình nghe. Đầu tiên là mình luyện nghe thông qua các cái giáo trình, sau đó là mình luyện nghe từ chính cái người Nhật người ta đang nói ấy. Người ta đang nói từ chính cái công việc của mình, từ chính những cái từ vựng mà mình gặp hàng ngày. Hoặc ví dụ như cái từ mà chị hay gặp nhất là kino và kino đấy. Đó là một phát kiến đấy nha các bạn. Kino là hôm qua mà kino là tính năng, là login kino. Nghe đi chăm chăm chính xác. Hoặc là những cái từ mà ame gì đấy đúng không? Ame gafutemasu chứ không phải là ame đúng không? Nó phải là ame gafutemasu này. Hoặc là những cái câu hàng ngày thôi. Những cái câu hàng ngày mà mình hay gặp ở trong cái chính cuộc sống hiện đấy, thì là khi mà mình thuộc được các cái quy tắc của ngày hôm nay. Như vậy ngày hôm nay nó sẽ có 3 mục tiêu đúng không? Nó sẽ có 3 mục tiêu này đúng không? Thì nói là đơn giản 3 mục tiêu thế thôi, nhưng mà để thực hành được 3 cái mục tiêu này các bạn có thấy khó không? Khó chứ, chỉ thấy dễ. Tốn là ngày xưa không biết mọi người thế nào, chứ lúc mà học tiếng Anh ấy là em đã sợ cái phát âm kinh khủng, bởi vì nó cứ bắt đặt lưỡi ở chỗ này chỗ kia, xong rồi là phải đúng như thế này mới phát âm ra ấy, là đã thấy khó lắm rồi. Thì như tiếng Anh chị thấy khó phát âm hơn ấy, tiếng Nhật thì còn dễ hơn ấy. Tiếng Nhật thì còn dễ phát âm hơn ấy, nhưng mà nó là cả một quá trình ấy. Chị thấy rằng là nhìn thì đơn giản thế này thôi đúng không, nhưng mà để luyện được 3 cái này nó là cả một cuộc hành trình rất dài luôn. Đến tận bây giờ mình vẫn luyện chứ không phải là nữa. Thế là đầu tiên mình cứ luyện những cái cơ bản thôi, sau đó là mình lên dần, chứ mình cũng không thể nào mà yêu cầu một cách là một phát là lên tiên được đâu các bạn. Như chị bây giờ bao nhiêu năm thì giọng chị nó cũng không được, nói chung là mình cũng được phần nào thôi chứ nó cũng không được tất cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất, nếu mà mình chưa được đúng accent, mình chưa đúng được phát âm chuẩn thì thôi, thì mình học theo cái kiểu là học thuộc để mà mình biết được là những cái câu đấy thì mình sẽ nói như thế, rồi dần dần mình kéo dài cái câu của mình ra ấy. Mọi người có thấy rằng là chúng ta nói tiếng Nhật câu rất là ngắn không? Câu nó ngắn ngủn ra, thì muốn làm cho cái câu của mình nó được dài ra thì bắt buộc mình phải luyện shadowing thôi. Cứ mỗi hôm mình luyện một ít, có là vừa bình thường mình nói câu đơn đúng không, nhưng sau này mình phải kéo dài cái câu của mình lên để cho cái câu văn của mình nó không bị cụt. Mình thường mình cứ nói hey kyo quá, mục kyo bị đẹp xong rồi chấm một phát xong bắt đầu gì đấy phải si đúng không, đà si rồi vớp tà đi rồi đế đúng không, rồi đế rồi là nano đế hoặc là gì
đấy để cho cái câu của mình nó được dài ra. Thì để mà có thể dài ra được như thế thì mình cũng sẽ có những cái câu quy tắc của người Nhật người ta hay nói, thì mình bắt buộc phải học thuộc thôi. Mình học thuộc các cái câu đấy ở trong các cái giáo trình, hoặc là thậm chí mình thu âm lại chính cái buổi video của họp của mình ấy, xong là mình bắt chước lại người ta nói, rồi mình luyện thôi. Nhưng mà cái này nó là cả một quá trình nhá, và không thể nào nhanh được. Và cũng không có một cái hôm trước có một bạn nhắn tin ở trên message và nói rằng là có một cái khóa học chi tiết về cái này thì tốt quá, chả ai dạy được bạn luôn ấy. Làm gì có ai dạy được, tất nhiên là có thể dạy được những cái mà nó ở trong giáo trình, nhưng mà giáo trình nó chỉ là cái giáo trình thôi, và có thể áp dụng được thực tế nó mới là cái điều quan trọng ấy. Và như bây giờ chẳng hạn, như chị cũng có tổ chức các cái khóa học về hội thoại, nhưng mà thực sự với các bạn là chị không bao giờ dám đảm bảo rằng là sau một khóa học mà mình có thể làm được các cái mục tiêu này. Cái khóa học của mình đưa ra để đáp ứng được một số các cái tiêu chí của cái mục tiêu này thì có, đúng không? Cũng có thể giúp cho các bạn form được chuẩn được một chút, accento thì được một vài từ. Nhưng mà cái vấn đề nó vẫn là mình phải làm sao thực hành, tại vì tiếng Nhật nó cũng như tiếng Việt nó có hàng nghìn từ, có hàng mấy nghìn từ, làm sao mà mình học được hết, đúng không? Nên là mình phải tự mình nghe thôi. Mình sau khi mà mình có được những cái kiến thức cơ bản rồi, mình nghe người Nhật người ta nói rồi, xong là người ta sửa cho mình được một vài từ rồi, thì mình phải từ cái đấy mình có được những cái quy tắc của mình, để mà mình lần sau mình nghe các cái từ mới khác là mình thấy rằng là nó đang có cái quy tắc này này, nó người ta đang nói như thế này, thì là mình áp dụng cho những cái khác nữa. Còn đâu các cái khóa học của mình nó chỉ là ngắn hạn, các khóa học, tất cả các khóa học chỉ là ngắn hạn, chỉ đưa cho các bạn được những cái chi, những cái nhỏ nhỏ thôi, và từ cái nhỏ nhỏ đấy các bạn phải tự căng các cự được, phải tự cảm nhận được, sau đó là áp dụng cho những cái khác. Thì đấy là cái quy tắc của muôn đời rồi, chả có ai mà không ai có thể chối cãi được cái nguyên tắc đấy. Nhưng mà bản chất chúng ta có bao giờ chúng ta theo được lâu đâu, bởi vì nó không phải là cái điều chúng ta đang mong muốn. Nếu như mà thực sự nó là cái điều chúng ta mong muốn, chúng ta đang khao khát, chúng ta đang muốn làm cái gì đấy thì chắc chắn các bạn sẽ làm được thôi. Nhưng mà để mà thực hiện được cái mong muốn ấy thì đang suy nghĩ là làm nào để có được mong muốn thôi. Mọi người có bị mất tập trung không? Em cảm giác là có, nhưng nhiều lúc mà em thấy em cứ hay bị những cái app kiểu đấy, Zalo rồi thì là Skype rồi những cái app nhắn tin nhiều quá ấy, em mất tập trung kinh khủng. Tắt bớt đi. Chị chỉ để Zalo, Slack, Chatbot là ba cái công việc. Shopee rồi Facebook các kiểu là chị. Thế nên là mọi người nhắn tin chị không hay nhắn lại luôn, bởi vì là chị toàn bị tắt. Tắt thôi, lúc nào chị cần chị mới mở, chứ có hôm mở ra đống tin nhắn thì đến lúc đấy mình trả lời một lượt cho mình thôi. TikTok là không có trong điện thoại, chỉ có YouTube thôi. YouTube thì nó sẽ là video dài. Vâng. YouTube là video dài, Facebook thì cũng không để notice luôn. Nói chung về cơ bản thì mình hạn chế thôi. Thế nên là không bắt được chen là vì như thế đấy. Không chị ạ, mình cũng khó bắt được trend lắm, tại vì là mà các em nó phải follow đúng các KOL, đúng thần tượng cơ thì nó mới ra được trend nhanh. Còn mình thì người ta có cái câu trend là khó chịu vô cùng ấy. Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Sao là 86 thì 83 86 à gì? Phát tài phát lộc à? Đúng không? Là... À, 386. Thỉnh thoảng chúng nó cứ bảo chị là chị Hồng mãi đỉnh, mãi đỉnh. Làm chị cứ cười mãi. Ok, đấy thì đấy là cái nội dung của buổi ngày hôm nay. Thì đây là cái phần bài, gọi là đây là cái nội dung gọi là gì khái quát nhất này, đúng không? Sau đó là các bạn sẽ về xem video, sau đó là tự nốt ra cho mình cái những cái đấy. Xong là nếu như mà để đi từng buổi như này ấy, thì là mỗi một buổi lại cần, gọi là mỗi một cái mục tiêu này lại cần một buổi nữa cơ. Đấy thì đợi bao giờ có đủ duyên lại làm một số các cái buổi, hoặc là mình phải thực tế là mình phải luyện từ một cái giáo trình nào đấy, hoặc là mình luyện từ một cái cuốn sách nào đấy, hoặc là từ một cái câu chuyện nào đấy, từ một cái bài báo nào đấy, thì nó mới ra vấn đề được. Đấy.
đấy thì nó là cái này là phải này đúng kiểu buổi offline đầu tiên của mình ấy nhỉ, để đấy. Kiểu nói phương hướng cách học xong đấy là nếu mà để muốn chi tiết là phải từng buổi một, thậm chí là từng học cả một cái giáo trình một hoặc học cả một cái ấy một. Một cái ấy thì là thường thường sở thích của mỗi người thì khác nhau. Giáo trình mọi người theo cũng khác nhau. Đấy thì cái đấy nó là ngày xưa chị đã có một cái buổi một cái group là shadowing nhưng mà cũng lại chỉ được 2-3 tháng là rụng rời hết, chẳng còn ai đâu. Không còn ai cả. Đấy bao nhiêu lần rồi không bao giờ trụ trụ được lâu luôn. Ở công ty em dạy tiếng Nhật cũng thế, nói chung là kiểu qua cái bảng chữ cái là dụng hơn nữa, xong rồi đi sang được đến bài năm nữa thì là dụng thêm một nửa của cái chỗ còn lại nữa, đến bài mười gần hết. Có một chân lý là liên quan đến cái việc học bao giờ nó cũng sẽ dụng, chắc ai cũng dụng cả. Vấn đề là mình thấy cần thì mình phải học thôi, đúng không? Mình thấy rằng là đấy là cái việc mà mình muốn kiếm tiền, mình muốn giỏi thì mình thế nên là nó là cả một hành trình, không phải là của riêng ai cả. Và lại sở thích mỗi người khác nhau, nên có người người ta thích sao đôi cái này, người thích sao đôi cái kia. Đấy, có người thích học cái này, có người thích học cái kia. Nên là cũng rất là khó để mà có thể đi theo được. Nhưng mà đây là cái nền tảng nhất. Mình theo, mình thấy phù hợp thì mình làm. Rồi mình học dần. Ok. Đấy, hôm nay có vậy thôi, có ai hỏi gì không? Buổi sau thì sẽ đọc lại cái cuốn cái chủ đề mà mình đang học ấy. Sau đó là nếu mà cần thì là mình sẽ thực hành luôn cái phần shadowing đấy ở trong cái bài mà mình vừa phân tích ấy. Hoặc là mình có cái ngữ pháp nào thì là mình sẽ luyện từ chính cái câu ở trong bài đấy bằng cách luyện một câu hoặc là hai hoặc ba câu gì đấy thì nó cũng sẽ có tác dụng. Để mà mình nhớ được ấy. Đấy. Thì có ai hỏi gì không? Cứ một người cũng sẽ nói thôi, thằng nào thì cũng chỉ ít người thôi mà. Thì sau này up lên YouTube ai thích nghe thì nghe thôi. Còn đâu thì cũng khó kỳ vọng lắm. Không thể kỳ vọng được. Không thể kỳ vọng được có nhiều người đâu. Ngày xưa chị cứ phải làm YouTube thì chị cứ hay phải edit video, chứ giờ chị lười rồi. Giờ đúng là chị lười edit video ấy. Ngày xưa chị cứ mong muốn cái sự công nhận từ người khác nên là chị chăm lắm. Bây giờ không cần ai công nhận nữa rồi nên là lười hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần làm những cái gì mà mình thấy là mình đã từng học, mình từng thấy hiệu quả, mình làm, mình chia sẻ đấy. Ai có duyên thì gặp, không thích vào thì thôi. Đấy. Ok rồi, có ai hỏi gì không? Ok chị ạ. Hợp chắc là cũng có bạn nhỏ thì lúc nãy thấy tiêu tít nhỉ. Đến giờ đi ngủ của con chứ em. Chắc là đi mất đâu mất rồi. Vâng. Thế nhá, rồi thế chúng ta dừng ở đây nhá. Chúc cả nhà 20 tháng 10 vui vẻ. Ngày mai là một ngày tuần mới. Nó cuối tuần nên là nó hơi kiểu bị mọi người không có thời gian để dành cho nó nhiều chị nhỉ. Ok, thế nha, bye bye. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà.